Xin cảm ơn quý vị và các bạn đã quan tâm theo dõi bản tin Chính phủ tuần qua. Bản tin tổng hợp các hoạt động và chỉ đạo điều hành nổi bật của Chính phủ, lãnh đạo Chính phủ trong tuần. Bản tin xin được mở đầu với những hoạt động nổi bật trong tuần của Thủ tướng Chính phủ Phạm Minh Chính. Sáng ngày 12 tháng 9, Thủ tướng Phạm Minh Chính tới Yên Bái thị sát tình hình, kiểm tra động viên các lực lượng đang làm nhiệm vụ ứng phó mưa lũ, cứu hộ cứu nạn, khắc phục hậu quả thiên tai, tiếp tế nhu yếu phẩm cho người dân. Sau khi kiểm tra tình hình thực tế, Thủ tướng chủ trì cuộc làm việc với tỉnh. Thủ tướng yêu cầu tỉnh cần nhanh chóng ổn định tình hình nhân dân, đưa những người đi sơ tán trở về nhà khi an toàn, lo nơi ở mới an toàn cho những người mất nơi ở, tập trung triển khai ngay việc dọn dẹp vệ sinh môi trường, phòng chống dịch bệnh, bảo đảm lương thực thực phẩm, nước sạch, quần áo, thuốc men cho nhân dân, có phương án sớm khắc phục, sửa chữa các trường học, bệnh viện, điện nước, viễn thông. Thủ tướng cũng biểu dương các cơ quan lực lượng địa phương liên quan đã thực hiện nghiêm chỉ đạo về các biện pháp khẩn cấp, bảo đảm an toàn cho hồ thủy điện Thác Bà. Đến nay, hồ Thác Bà đã an toàn, chúng ta đã không phải sử dụng tới phương án cho tình huống xấu nhất có thể xảy ra. Cũng trong ngày 12 tháng 9, Thủ tướng Phạm Minh Chính tới Lào Cai để thị sát tình hình ứng phó mưa lũ, cứu hộ, cứu nạn và khắc phục hậu quả thiên tai. Điểm đầu tiên Thủ tướng tới thị sát là hiện trường vụ sạt lở tại thôn Làng Nủ, xã Phúc Khánh, huyện Bảo Yên, nơi có gần 100 người thiệt mạng và mất tích. Gặp thân nhân các gia đình tại hiện trường vụ sạt lở tại bản Làng Nủ, Thủ tướng bày tỏ sự chia sẻ sâu sắc nhất với nỗi đau của các gia đình. Người đứng đầu Chính phủ nêu rõ, các lực lượng chức năng đang tập trung nỗ lực cao nhất để tìm kiếm các nạn nhân trong vụ lũ quét tại đây. Thủ tướng yêu cầu khẩn trương tìm địa điểm an toàn để chậm nhất ngày 31 tháng 12 năm 2024 phải hoàn thành việc xây dựng lại thôn Làng Nủ, đáp ứng mong mỏi của người dân, nơi ở mới phải tốt hơn nơi ở cũ. Tối cùng ngày, tại trụ sở Ủy ban Nhân dân huyện Bảo Yên, tỉnh Lào Cai, Thủ tướng Phạm Minh Chính có cuộc làm việc với các bộ ngành địa phương về công tác khắc phục hậu quả thiên tai. Tại cuộc làm việc, Thủ tướng nhấn mạnh 4 mục tiêu, đó là không để người dân nào thiếu ăn, thiếu mặc, thiếu chỗ ở, thiếu nước sạch, nhanh chóng ổn định tình hình cho người dân, doanh nghiệp và toàn xã hội, khôi phục sản xuất kinh doanh cả nông nghiệp, công nghiệp, dịch vụ, tạo việc làm sinh kế cho người dân, giữ vững ổn định chính trị, trật tự an toàn xã hội, an ninh, an toàn, an dân. Về nhiệm vụ tổng quát, Thủ tướng yêu cầu tất cả hệ thống chính trị phải vào cuộc, Đảng bộ, chính quyền, quân và dân, Mặt trận Tổ quốc và các đoàn thể chính trị xã hội, các cấp thực hiện thật tốt các công việc theo chức năng nhiệm vụ, quyền hạn để khắc phục hậu quả mưa lũ thật hiệu quả, tự tin, tự lực, tự cường, phấn đấu bằng mọi khả năng của mình, với tinh thần đặt tính mạng, an toàn, sức khỏe của người dân lên trên hết, trước hết. Đồng thời, Thủ tướng chỉ rõ 15 nhiệm vụ giải pháp trọng tâm với các địa phương nói chung và Lào Cai nói riêng để khắc phục hậu quả mưa bão. Chiều ngày 11 tháng 9, Thủ tướng Phạm Minh Chính chủ trì cuộc họp của Thường trực Chính phủ về một số nội dung quan trọng. Tại cuộc họp, Thủ tướng tiếp tục chỉ đạo các nhiệm vụ giải pháp để ứng phó mưa lũ, cứu hộ cứu nạn, khắc phục hậu quả thiên tai, đảm bảo đời sống nhân dân chịu ảnh hưởng bởi thiên tai, mưa lũ. Thủ tướng nhấn mạnh tinh thần đặt tính mạng, an toàn, sức khỏe của người dân lên trên hết, trước hết, không để ai bị đói, bị rét, bị khát, không có chỗ ở. Tiếp tục huy động cả hệ thống chính trị vào cuộc với quan điểm Đảng lãnh đạo, nhà nước quản lý, nhân dân làm chủ, với tinh thần cao nhất có thể, mỗi người làm việc bằng hai vì nhân dân. Có thể nói là cái cơn bão này, lịch sử này, nó gây ra cái hậu quả rất lớn này. Nghe cái tiếng mưa rơi, mở cửa ra mà thấy mưa rầm rề, thấy lo rồi. Đề nghị các bộ, các ngành, các địa phương huy động cả hệ thống chính trị, tập trung mọi cái nguồn lực, mọi biện pháp để khắc phục cái hậu quả cơn bão số 3. Hai lực lượng quân đội công an ấy, tập trung cao độ cho cái việc tiếp cận và hỗ trợ cái lương thực, thực phẩm, rồi thuốc men chữa bệnh, một số cái sinh phẩm để mà ngăn chặn cái dịch bệnh, và kêu gọi cái sự đóng góp của cá nhân, cơ quan, đơn vị, doanh nghiệp. Ai có công thì giúp công, ai có của thì giúp của, ai có tiền thì giúp tiền. Ai có cái gì thì giúp cái nấy. Đối với lại gia đình, cơ quan, đơn vị, cá nhân bị thiệt hại bởi cái cơn bão số 3 này. Bên cạnh đó thì cấp ủy chính quyền tiếp tục tập trung lãnh đạo, chỉ đạo, tìm kiếm người bị nạn, nhất là những người bị mất tích, người bị thương, rồi lo hậu sự cho những người đã số đã đi rồi. Thủ tướng đã giao Bộ Kế hoạch và Đầu tư phối hợp với các cơ quan liên quan xây dựng chương trình khắc phục hậu quả bão số 3 và mưa lũ, sạt lở, ngập lụt. Trong đó, đề xuất cơ chế chính sách hỗ trợ người dân, doanh nghiệp, dân doanh, các hộ kinh doanh cá thể, hợp tác xã khôi phục sản xuất kinh doanh, cơ chế chính sách đối với các cơ quan địa phương bị ảnh hưởng, chính sách khôi phục hạ tầng bị hư hỏng do bão lũ, sạt lở. Đặc biệt, cơ chế để huy động tối đa nguồn lực của nhà nước, người dân, doanh nghiệp và toàn xã hội. Trước đó, vào sáng ngày 10 tháng 9, Thủ tướng Phạm Minh Chính đi thị sát tình hình, kiểm tra chỉ đạo công tác ứng phó mưa lũ, thiên tai, cứu hộ cứu nạn tại tỉnh Bắc Giang. Tại đây, Thủ tướng thăm hỏi động viên người dân và các lực lượng chức năng đang làm nhiệm vụ tại xã Vân Hà, thị xã Việt Yên. Đây là xã nằm ven sông Cầu, có khoảng 2.500 hộ dân đang bị chia cắt bởi nước lũ. Tiếp đó, tại trụ sở Thị ủy Việt Yên, tỉnh Bắc Giang, Thủ tướng đã chủ trì cuộc họp trực tuyến kết nối với một số điểm cầu tại các tỉnh, thành phố Yên Bái, Tuyên Quang, Phú Thọ, Vĩnh Phúc, Hà Nội về công tác ứng phó mưa lũ, thiên tai, khắc phục hậu quả bão số 3. Các cấp ủy, chính quyền, các địa phương, các bộ, các ngành căn cứ vào chức năng, nhiệm vụ, thẩm quyền của mình để chủ động tích cực xử lý các vấn đề mà nó nảy sinh trong cái quá trình khắc phục cái hậu quả cái cơn bão số 3 này. Đấy là cái chỉ đạo xuyên suốt, phải tích cực chủ động để mà thực hiện cái nhiệm vụ rồi cái chức năng, cái thẩm quyền của mình có liên quan đến các cái vấn đề khắc phục hậu quả cái cơn bão số 3 này, với cái mục tiêu như tôi nói đấy, đảm bảo cái an toàn, cái sức khỏe và cái tính mạng của người dân lên trên hết, trước hết trong lúc này. Chiều ngày 10 tháng 9 tại trụ sở Chính phủ, Thủ tướng Phạm Minh Chính hội kiến với Tổng Bí thư Chủ tịch nước Cộng hòa Dân chủ Nhân dân Lào Thongloun Sisoulith nhân dịp thăm cấp nhà nước tới Việt Nam. Tại buổi hội kiến, Thủ tướng Phạm Minh Chính bày tỏ cảm kích trước việc Đảng, Nhà nước và nhân dân Lào đã chia sẻ thăm hỏi nhân dân Việt Nam trước hậu quả của cơn bão số 3 vừa qua, thể hiện tình cảm đồng chí anh em gắn bó truyền thống, tương thân tương ái giữa hai dân tộc. Thủ tướng Phạm Minh Chính và Tổng Bí thư Chủ tịch nước Thongloun Sisoulith bày tỏ vui mừng về quan hệ hai nước không ngừng được củng cố, ngày càng đi vào chiều sâu và hiệu quả. Hai nhà lãnh đạo nhất trí cao về phương hướng hợp tác trong thời gian tới trên các lĩnh vực, trong đó nhấn mạnh việc tiếp tục phối hợp chặt chẽ, triển khai các thỏa thuận cấp cao, tiếp tục hỗ trợ nhau xây dựng nền kinh tế độc lập, tự chủ, đồng thời hội nhập quốc tế sâu rộng, hiệu quả, tăng cường hơn nữa kết nối hai nền kinh tế Việt Nam-Lào và giữa ba nền kinh tế Việt Nam-Lào-Campuchia, nhất là kết nối thể chế tài chính, hạ tầng giao thông vận tải, năng lượng viễn thông, du lịch. Sáng ngày 12 tháng 9, Phó Thủ tướng Thường trực Nguyễn Hòa Bình đi thị sát kiểm tra công tác phòng chống lũ tại Hà Nam. Tại đây, Phó Thủ tướng Thường trực đã biểu dương sự vào cuộc quyết liệt của cấp ủy, chính quyền các cấp, lực lượng công an, quân đội trên địa bàn tỉnh, đánh giá cao ý thức của người dân trong chấp hành lệnh của chính quyền, cũng như phối hợp tốt với chính quyền trong công tác phòng chống bão lụt. Phó Thủ tướng Thường trực nêu rõ, Hà Nam cần tiếp tục gia cố các điểm đê sung yếu, chuẩn bị đầy đủ lực lượng vật tư, làm tốt công tác phòng ngừa, không để xảy ra sự cố nghiêm trọng, gây thiệt hại về người và tài sản của người dân do bão lụt. Ngay sau đó, Phó Thủ tướng Thường trực Chính phủ Nguyễn Hòa Bình tới thị sát tình hình mưa lũ, kiểm tra thiệt hại về nông nghiệp, nuôi trồng thủy sản và công tác phòng chống lũ lụt tại các xã trên địa bàn tỉnh Hưng Yên. Phó Thủ tướng đánh giá cao các cấp ủy Đảng, chính quyền, đặc biệt là các lực lượng chức năng như quân đội, công an của Hưng Yên đã rất nỗ lực và quyết liệt, trách nhiệm trong công tác phòng chống cơn bão số 3 vừa qua, cũng như công tác ứng phó với lũ lụt hiện nay. Cho rằng trong thời gian ngắn, Hưng Yên đã di chuyển và sơ tán được số lượng lớn hộ dân ở ngoài đê đến nơi an toàn. Ý thức của người dân rất tốt, chấp hành nghiêm các chỉ đạo của chính quyền. Nhân dịp này, Phó Thủ tướng Thường trực Nguyễn Hòa Bình đã thăm hỏi, tặng quà cho người dân vùng lũ của tỉnh Hưng Yên, tặng xã Hồng Cường và xã Phú Cường là hai trong số các xã bị thiệt hại nặng nề nhất của mưa lũ, mỗi xã 10 tấn gạo để hỗ trợ người dân. Nhận lời mời của trưởng khu hành chính đặc biệt Hồng Kông Lý Gia Siêu, Phó Thủ tướng Thường trực Nguyễn Hòa Bình dẫn đầu đoàn đại biểu Việt Nam tham dự hội nghị thượng đỉnh Vành đai và Con đường lần thứ 9 được tổ chức từ ngày 11 đến ngày 12 tháng 9 tại Hồng Kông, Trung Quốc. Trong bài phát biểu dẫn đề quan trọng tại phiên khai mạc, Phó Thủ tướng đánh giá cao những đóng góp của sáng kiến Vành đai và Con đường trong thúc đẩy kết nối và liên kết kinh tế toàn cầu cũng như hợp tác Nam Nam. Đồng thời, nêu bật trọng tâm của hợp tác trong giai đoạn mới là bảo đảm tăng trưởng kinh tế ổn định, lâu dài và thân thiện với thiên nhiên, duy trì nền kinh tế thế giới mở, bao trùm, cũng như kết nối Vành đai và Con đường với các sáng kiến chiến lược phát triển của khu vực và các nước. lãnh đạo cấp cao Việt Nam và Trung Quốc đã nhất trí thúc đẩy kết nối chiến lược phát triển hai nước, thực hiện kế hoạch hợp tác kết nối giữa khuôn khổ hai hành lang, một vành đai và sáng kiến vành đai và con đường, phát huy thế mạnh bổ trợ lẫn nhau giữa hai nền kinh tế Việt Nam và Hồng Kông, Trung Quốc. Chiều ngày 12 tháng 9, Phó Thủ tướng Trần Hồng Hà kiểm tra công tác khắc phục hậu quả sau cơn bão số 3 và tình trạng ngập lụt tại tỉnh Nam Định. Phó Thủ tướng đánh giá cao nỗ lực, quyết tâm với tinh thần 4 tại chỗ trong phòng chống bão số 3 và khắc phục hậu quả ngập lụt sau bão của cấp ủy chính quyền tỉnh Nam Định. Các lực lượng quân đội, công an, dân quân tự vệ, thanh niên xung kích và đặc biệt là người dân đã tuân thủ các hướng dẫn, biện pháp phòng chống bão lụt, luôn giúp đỡ lẫn nhau trong lúc khó khăn. Ghi nhận sự chủ động của Nam Định trong công tác chống lũ, Phó Thủ tướng đề nghị Nam Định tiếp tục quan tâm chỉ đạo các lực lượng hỗ trợ người dân, chính quyền cùng người dân để giải quyết các vấn đề khắc phục sau ngập lụt như vấn đề nước uống, dọn dẹp vệ sinh môi trường, dịch bệnh. Chiều muộn ngày 12 tháng 9, Phó Thủ tướng Trần Hồng Hà đã đi kiểm tra phương án thoát lũ sông Hoàng Long có nguy cơ ảnh hưởng đến 60.000 người dân thuộc 12 xã của hai huyện Nho Quan và Gia Viễn, tỉnh Ninh Bình. Phó Thủ tướng yêu cầu tỉnh Ninh Bình theo dõi chặt chẽ dự báo khí tượng thủy văn, lưu lượng xả nước của các hồ thủy điện, diễn biến mực nước trên sông Hoàng Long, kịp thời triển khai các biện pháp đã chuẩn bị, sẵn sàng về lực lượng, vật tư, trang thiết bị. Mục tiêu cao nhất là bảo đảm an toàn sức khỏe, tính mạng và tài sản của người dân. Chiều tối ngày 9 tháng 9, Phó Thủ tướng Lê Thành Long đến thị sát chỉ đạo công tác khắc phục hậu quả của bão số 3 tại tỉnh Lào Cai. Tại đây, Phó Thủ tướng nhấn mạnh phải bảo đảm an toàn về tính mạng cho người dân và cả sự an toàn tính mạng của lực lượng cứu nạn cứu hộ, có biện pháp ngăn người dân đến các nơi nguy hiểm, khắc phục sớm tình trạng chia cắt cô lập, tính toán làm sao sớm thông đường vào các khu vực bị cô lập để tiếp tế lương thực, thực phẩm, thuốc men cho người dân, không để người dân bị đói. Phó Thủ tướng yêu cầu tỉnh Lào Cai sớm thống kê, có đề xuất cụ thể, trong những trường hợp cần thiết, cần chủ động đề xuất với Trung ương, hỗ trợ để sớm khắc phục hậu quả mưa lũ. Sáng ngày 10 tháng 9, Phó Thủ tướng Lê Thành Long và đoàn công tác đến kiểm tra công tác khắc phục hậu quả mưa bão, ứng phó lũ lụt tại tỉnh Yên Bái. Phó Thủ tướng nhấn mạnh sức khỏe, tính mạng của nhân dân là cao nhất, phải quyết tâm tối đa để không xảy ra sự cố đáng tiếc. Phó Thủ tướng đề nghị quân khu 2 huy động số xuồng hiện có để hỗ trợ người dân, tập trung cao cho công tác cứu hộ cứu nạn, bằng mọi cách cứu hộ người dân đang mắc kẹt trong mưa lũ, khẩn trương vận chuyển lương thực, thực phẩm, tiếp tế cho khu vực bị ảnh hưởng, chủ động di dời sơ tán người dân đến nơi an toàn. Sáng ngày 9 tháng 9, ngay sau khi nhận được tin báo về vụ sập cầu Phong Châu, Phú Thọ, Phó Thủ tướng Hồ Đức Phớc đã đến ngay hiện trường để chỉ đạo công tác cứu hộ cứu nạn. Phó Thủ tướng yêu cầu khẩn trương rà soát số lượng phương tiện và nạn nhân. Về giao thông, Phó Thủ tướng đề nghị đối với cầu Phong Châu phải ngăn đường bằng rào cứng, đặt biển báo ứng trực không cho phương tiện đi vào. Về tìm kiếm cứu nạn cứu hộ, trước mắt tìm kiếm ven bờ, khi điều kiện cho phép sẽ triển khai tìm kiếm người và phương tiện. Đề nghị tỉnh Phú Thọ và Ủy ban Mặt trận Tổ quốc tỉnh tập trung cứu chữa, động viên người bị nạn và thân nhân, tổ chức di dời khi lũ lụt dâng cao, đảm bảo an toàn tuyệt đối về mọi mặt, kịp thời báo cáo lãnh đạo chính phủ khi có vấn đề xảy ra. Ngày 10 tháng 9, Phó Thủ tướng Hồ Đức Phớc đến thị sát chỉ đạo công tác phòng chống bão lụt tại một số địa phương như Thái Nguyên, Bắc Kạn và Cao Bằng. Kiểm tra đập Ba Đa, địa điểm sung yếu nhất của tỉnh Thái Nguyên, Phó Thủ tướng đề nghị tỉnh bảo vệ an toàn tuyệt đối về người và tài sản cho nhân dân. Khi nước rút, huy động lực lượng nhanh chóng làm sạch vệ sinh môi trường, hỗ trợ nhân dân sớm trở lại cuộc sống bình thường. Tại Bắc Kạn, Phó Thủ tướng khảo sát khu dân cư bị cô lập, thăm hỏi động viên nhân dân và làm việc với Ủy ban Nhân dân tỉnh về công tác ứng phó khắc phục hậu quả mưa lũ. Phó Thủ tướng đề nghị tỉnh chỉ đạo huyện và các cơ quan làm lại và sửa chữa ngay lại nhà cho dân bị sập đổ, hư hỏng trong bão, dựa trên nguồn kinh phí của tỉnh và đề nghị Trung ương hỗ trợ. Đi kiểm tra và làm việc với tỉnh Cao Bằng về công tác ứng phó và khắc phục hậu quả mưa lũ do hoàn lưu bão số 3 gây ra, Phó Thủ tướng nhấn mạnh tỉnh Cao Bằng cần tập trung cao nhất việc cứu trợ cho dân theo tinh thần 5 không, không để dân đói, không để dân khát, không để các cháu học sinh không được học hành, không để người dân không được chữa bệnh, không để bà con không có nhà ở. Chiều ngày 11 tháng 9, làm việc với Ủy ban Nhân dân tỉnh Lạng Sơn về công tác ứng phó mưa lũ, Phó Thủ tướng Bộ trưởng Bộ Ngoại giao Bùi Thanh Sơn đề nghị tỉnh Lạng Sơn tập trung khắc phục hậu quả do bão số 3 gây ra, khẩn trương xử lý sự cố, giữ giao thông thông suốt, không để người dân trên địa bàn thiếu điện, thiếu nước, đảm bảo học sinh được đến trường. Phát biểu chỉ đạo, Phó Thủ tướng đánh giá cao Tỉnh ủy, Ủy ban Nhân dân tỉnh Lạng Sơn đã thực hiện nghiêm túc theo chỉ đạo của Thủ tướng Chính phủ, các bộ ngành trung ương về triển khai công tác khắc phục hậu quả thiên tai do hoàn lưu bão số 3. Chiều cùng ngày, Phó Thủ tướng đã trực tiếp kiểm tra, thị sát và chỉ đạo công tác ứng phó lũ lụt, thăm và tặng quà các gia đình bị thiệt hại do bão số 3 gây ra, tặng quà lực lượng vũ trang đang làm nhiệm vụ tại các huyện Tràng Định, Văn Lãng thuộc tỉnh Lạng Sơn. Phó Thủ tướng Hồ Đức Phớc ký quyết định số 953 giao Bộ Tài chính xuất cấp không thu tiền 200 tấn gạo từ nguồn dự trữ quốc gia cho các bộ Công an, Quốc phòng, mỗi bộ 100 tấn để đến cứu trợ cho nhân dân các địa phương Lào Cai, Hòa Bình, Sơn La, Lai Châu, Điện Biên, Hà Giang, Cao Bằng, Bắc Cạn, Yên Bái, Tuyên Quang, Phú Thọ, Bắc Giang, Thái Nguyên, Lạng Sơn bị ảnh hưởng của cơn bão số 3 trong năm 2024. Thưa quý vị và các bạn, bản tin tổ hợp Chính phủ tuần qua xin được khép lại tại đây. Quý vị và các bạn có thể truy cập cổng thông tin điện tử Chính phủ theo địa chỉ chính phủ.vn để có thêm thông tin liên quan đến hoạt động chỉ đạo điều hành của Chính phủ, lãnh đạo Chính phủ. Mọi góp ý yêu cầu xin gửi về hòm thư chính phủ tuần qua @chính phủ.vn. Kính chào và hẹn gặp lại quý vị và các bạn trong các chương trình tiếp theo.